Xin chào anh em, hôm nay giới thiệu cho anh em tổng quan về tất cả các sản phẩm về đồ chơi bài lá bịp. Đấy, nhà mình là đại lý chuyên xỉ lẻ cung cấp tất cả các đồ chơi trên thị trường cờ bạc Việt Nam bây giờ. Đấy, thì ở đây đã có rất nhiều những mẫu mã để phục vụ cho anh em đánh bài bịp này. Đầu tiên, đây là kính áp tròng Mỹ này. Đấy, đây nữa là kính áp tròng Mỹ 2020 mới nhất bây giờ anh em nhé. Đấy, và đây là kính Hàn Quốc. Ngoài ra còn rất nhiều những đồ khác là áo đổi bài, ví đổi bài cũng có. Đấy, ví thời trang soi, ví đánh bài, bật lửa đánh bài, hộp gạt tàn nhất có hết, cả bất kể các đồ gì mà liên quan đến bài lá bịp thì anh em đều có hết. Thì anh em alo trực tiếp qua số hotline. Thì hôm nay mình sẽ làm chuyên sâu về cái máy đánh bài mã vạch bịp 2020 bây giờ. Đấy, mình sẽ chuyên sâu về cái đồ này, nó là đẳng cấp nhất bây giờ. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em và hướng dẫn anh em cách chơi và sử dụng như thế nào. Đấy, thì trên tay tôi đây là chính là cái điện thoại iPhone X Max 11. Nó có thể đánh bài, đánh chắn bịp. Đấy, miền Nam thì anh em có thể đánh lốc, đánh xì tố, xì rách, xì tẩy được hết. Miền Bắc thì anh em chơi sâm phẩm liên qua cây và có thể đánh chắn luôn. Và điều đặc biệt nhất anh em lưu ý là xem được clip này là nhà mình nay đã có thể cài trực tiếp phần mềm đánh bài bịp vào máy cho anh em, nhưng không phải là mua máy nữa. Thì anh em nào đã có điện thoại smartphone thì anh em chỉ cần alo, mình sẽ gửi link và cài trực tiếp cho anh em vào máy. Hỗ trợ là máy iPhone, Oppo và Samsung, bất kể máy gì mình cũng sẽ làm được cho anh em. Thì sau đây mình không mất thời gian, anh em nữa sẽ vào việc và thử máy, test máy luôn cho anh em. Đấy, thì dùng sạc và sạc iPhone luôn, máy như là bình thường luôn. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ mở máy vào này. Anh em chơi thì nó có một cái mã riêng cho anh em thích lấy mã như nào cũng được. Ở đây thì mình sẽ chơi thử luôn là cái trò là liêng này. Ở miền Bắc anh em hay đánh liêng, chế độ 5-6 người hay 7 người, 8 người được hết, không căn cứ vào số lượng người chơi. Thì đây là mình sẽ thử là chế độ là 4 người. Và để chế độ loa, khi anh em chơi anh em đeo tai nghe nhỏ như hạt đỗ, để trong tai chỉ có một mình em biết thôi. Mình sẽ thử luôn này. Máy này là để ngang, để dọc, để cao, để thấp, báo hết cho anh em nhé. Thì mình đây là để chế độ là 4 người này. Mình sẽ chia thử một vài ván để cho anh em cảm nhận là cái tổng kho xỉ lẻ bài lá bịp nhà mình như nào. Mình thử luôn anh em này, đặt này, báo luôn này. Máy báo số 1 này, thì anh em bỏ đi một cây này. 4 người này anh em chia thì bài mình nó là cao nhất này. Bỏ luôn, tôi bỏ không teo này. Chia lại này, chuẩn đét luôn này. Máy báo số 3 này, bỏ đi 3 cây này. 3 cây này chia này, 4 cửa này, 8 điểm này. Anh em đấy vô địch chưa? Chuẩn đét 100% này. Sau đây mình sẽ để là chế độ 5 người này. 5 người thì anh em chỉ cần ấn lên cái nút này thôi. Đó, anh em thấy nó tinh vi chưa? 5 người này anh em bỏ đi là đặt cái báo luôn này. Máy báo số 3 này anh em bỏ đi 3 lá. 1, 2, 3. Đấy, làm rất thao tác rất nhanh, 5 cửa. 8 điểm này. Chuẩn đét 100% luôn anh em thấy chưa? Thì sau đây mình sẽ thử cho anh em là đánh ván một ván 3 cây này. Cho nó nhanh này. 3 cây để anh em bỏ hết cái đầu hình đi này. Đánh 3 cây. Với máy nó có một cái mã riêng. Đấy, máy này thì anh em là đánh là độ chuẩn của nó đạt là 100% luôn. Không sai, không xuyến. 3 cây, khi nào mà anh em chơi 3 cây thì anh em phải thoát ra, trở về như này. Anh em sẽ vào cái mã chơi 3 cây của nó là 8222 chẳng hạn thế. Ở đây là chế độ 4 người này. Bốc cái, anh em cứ bốc cái này. Bốc cái là bài anh em cao nhất, hoặc là nó có thể là báo là chế độ là báo bài nào ta cao nhất. Đặt cái là báo luôn anh em này, tốc độ báo bài này. Đấy, 3, 4 đều được. Đấy, đây anh em nhìn là báo bài luôn này, đặt cái báo luôn này. Đấy, báo luôn này. Báo luôn, báo rất nhanh, mình thử cái độ báo cho anh em. Đấy, 6 lá này, mình bỏ đi bốc 6 cây này. 5 này nhất, 5 này, bài tôi cao nhất này, chia 4 cửa này. 6 điểm cao nhất. Chia cho anh em một ván nữa này. Máy báo số 3 này, bốc 3 cây này, lật cái lên này, bẻ cái đối này, cái đối bên này này.
thì bài mình vẫn là bài cao nhất, 6 điểm cao nhất này. Thì đây là chính là cái máy đánh bài mã vạch 2020, công nghệ đẳng cấp nhất 2020 bây giờ. Máy này là có hỗ trợ phần mềm là cài trực tiếp vào smartphone của anh em. Đấy, nó đẳng cấp là như thế. Thì anh em nào mà mua hàng mà quan tâm đến sản phẩm thì anh em alo trực tiếp qua số hotline là 0967 54 4444. Đấy, nhà mình có rất nhiều những mẫu mã đồ bài lá bịp. Lưu ý với anh em là giá rẻ nhất thị trường bài lá bây giờ. Ở miền Bắc thì anh em có thể qua bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc bến xe Giáp Bát. Miền Nam thì anh em có thể qua bến xe miền Đông. Anh em nào ở xa mà không đến mua hàng được, mình sẽ test hàng và gửi hàng trực tiếp cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip. Thì chào anh em, nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm đánh lô đề bịp. Thì cái phần mềm đánh lô đề bịp này nó có tác dụng như nào? Đấy, sau đây tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em. Thì tác dụng của phần mềm đánh lô đề bịp này là cái phần mềm này là phù hợp cho anh em chơi lô đề qua gửi tin nhắn anh em nhé. Ví dụ anh em gửi tin nhắn Messenger trên Facebook này, đấy, tin nhắn Zalo hoặc là tin nhắn SMS tổng đài thì cái phần mềm này đều có thể chỉnh sửa được hết. Đấy, ví dụ như anh em gửi cho họ một nội dung tin nhắn là đề 16 chẳng hạn. Đấy, như hôm nay nó về 15 này anh em này. Thì anh em chỉnh sửa lại là 15 anh em nhé. Đấy, sau đây tôi sẽ test trực tiếp cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này có hiệu quả cho anh em đánh lô đề như thế nào. Đấy, đầu tiên khi test tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy rơi này để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Đấy, thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cái phần mềm. Đấy, thì cái phần mềm này được cài tất cả trên những dòng điện thoại của anh em. Đấy, ví dụ như Samsung, iPhone, Oppo đều có thể cài trực tiếp cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này được anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ vào Zalo này, tôi sẽ nhắn một cái nội dung tin nhắn anh em nhé. Lô 11 22 33 nhân 1000 điểm anh em nhé. Đấy, đề hôm nay em về 15 thì tôi đánh con 16 đi anh em nhé. Đấy, một lát nữa tôi sẽ chỉnh về đúng con 15 này. Đấy, tôi sẽ đánh 16 này nhân 10 triệu anh em nhé. 10 triệu này. Đấy, anh em xem này, anh em chú ý tôi cái mốc thời gian nhé. Đấy, khi chỉnh sửa và khi gửi. Đấy, anh em nhìn rõ chưa? Đấy, bây giờ tôi sẽ gửi sang máy của chủ lô anh em nhé. Đấy, tôi gửi này. Đấy. Đấy, máy chủ lô đã nhận này anh em này. Đấy, đã nhận nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái máy của chủ lô ra. Đây anh em này. Đấy, máy chủ lô đã nhận được vào lúc là 11:16 ngày mùng 1/2/2020 anh em nhé. Anh em nhìn rõ này. Thì thông thường chủ lô họ sẽ copy anh em nhé. Đấy, copy này. Đấy, và dán và ok lại. Ok này. Đấy, tôi sẽ mở cái này. Đấy, dán ok lại anh em này. Đấy, em nhìn rõ chưa, dán ok lại nhá. Anh em nhìn rõ chưa? Bây giờ tôi sẽ gửi sang cái máy phần mềm của mình, có nghĩa là họ đã đồng ý cái nội dung tin nhắn nhá. Đấy, bên máy mình đã nhận được này. Thì trước khi là chưa chỉnh sửa anh em nhá, tôi sẽ cho anh em xem lại hai cái nội dung tin nhắn đã gửi anh em nhá. Đấy anh em này. Đấy, lô 1122 nhân 33 nhân 1000 điểm. Đấy. Thì tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy, cái thời gian khi chỉnh sửa đấy nó sẽ không thay đổi. Thì vừa nãy là tôi đã đánh là 112233 lô. Đấy, đề là 16 anh em nhá. Nhưng mà hiện tại là nó về 15 này, nó không có những con 11233. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa đánh những con chúng anh em nhé. Đấy, bây giờ là 3 phút 09 010 này. Đấy, 3 phút 12 giây.
thì tôi sẽ để lên là 4 phút 30 hoặc là 5 phút gì đó thì tôi sẽ chỉnh sửa. Thì trung tâm ứng dụng phần mềm của chúng tôi cung cấp những ứng dụng chỉnh sửa tin nhắn cao cấp bậc nhất trên thị trường hiện nay. Anh em muốn tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm, anh em vào phần mềm chỉnh sửa tin nhắn.net này. Đấy, anh em sẽ tìm hiểu rõ hơn về phần mềm. Còn bên trung tâm dùng cái số điện thoại duy nhất này 0916514. Anh em mua giao dịch qua cái số điện thoại này thì anh em sẽ được ở trung tâm bảo hành cho anh em phần mềm cho anh em là 1 năm. Đấy, có rất nhiều anh em nói là cái phần mềm này ví dụ mà chủ lô họ phát hiện thì làm như thế nào. Đấy, thì cái ứng dụng phần mềm này chúng tôi đã cài trực tiếp vào máy của các bạn. Đấy, khi có vấn đề thì các bạn chỉ cần xóa phần mềm đi coi như là vô tang, thì trung tâm sẽ hỗ trợ các bạn là cài đặt lại phần mềm. Đấy, là một lần. Lần thứ hai là tính phí 10% các bạn nha. Đấy, có vấn đề các bạn xóa phần mềm đi là ok, là vô tang anh em nhé, là không để lại tang tích gì. Đấy, bây giờ là 4 phút 31 giây cho anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa cho anh em. Đấy, để anh em thấy nó cái hiệu quả của nó như thế nào. Đấy, vừa nãy là lô 112233. Đấy, đề là 16. Thì bây giờ tôi sẽ chỉnh thành là đề là 15 và 646684 anh em nhé. Đấy, chúng ta sẽ sửa thành những con trúng này. 646684 đề, tôi sẽ sửa thành đề 15 cho các bạn thấy. Các bạn chú ý nhá. Đấy, vì cái vấn đề bảo mật nên tôi không thể cho các bạn xem phần mềm được. Thì các bạn có nhu cầu, đấy, các bạn cứ kết bạn Zalo vào số 0916514 thì chúng tôi sẽ cho các bạn và test trực tiếp phần mềm cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa thành đề là 15. Đấy, lô là 646684 anh em nhé. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này, các bạn chú ý này, bên máy chủ lô này. Ok các bạn nhé, các bạn chú ý bên máy chủ lô nhé. Đấy, ok tôi đã chỉnh sửa xong. Đấy, thì cái đề này vừa nãy mình đánh 16 nhá, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa vạch thủ cho các bạn. Đấy, thì cho các bạn xem này, tôi đã chỉnh sửa xong này. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này, sẽ cho các bạn thấy là khi mình chỉnh sửa xong nó sẽ như nào anh em nhé. Bạn chú ý này, đề lô 7576 đã sửa thành 7576, 7476 nhá. Đề đã chuyển thành 15 con trúng nha anh em nhé. Đấy, giờ này là 11 giờ 16 phút ngày mùng 1 tháng 2 2020. Đấy, thì các bạn nào chưa nhớ được cái mốc thời gian, đấy, các bạn tua lại khúc đầu khi chưa chỉnh sửa, các bạn xem lại thời gian nhé. Khi chỉnh sửa thì thời gian vẫn giữ nguyên, đấy, mốc thời gian bắt đầu gửi sau khi chỉnh sửa vẫn giữ nguyên được cái mốc giờ nha anh em nhé. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em phần mềm chỉnh sửa tin nhắn lô đề. Cảm ơn anh em đã xem clip.